tôm chiên bột, bề bề hấp, tôm hấp nước dừa, bề bề chiên bột, ghẹ, mực baby, hàu hấp xả, hàu sashimi, tôm huyết, xả, mềm, mực chiên. Đây là dòng máy xe to. Đây cũng là tôm. Còn mấy cái này là chắc là đồ để mà nướng lẩu, đồ để nướng. Tôm mèo ngon quá. Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Soso TV. Xin kính chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình nhé. Hôm nay tiếp tục cập nhật tin tức về đàn gà con nha mọi người. Như trong đoạn clip mình vừa chia sẻ, đó chính là khung cảnh mà ca sĩ trẻ Yuno quay trong lúc các anh em chuẩn bị dùng bữa tiệc buffet trong chuyến du hành ở Sapa trước khi trở về Sài Gòn. Và Duy cũng có chia sẻ tối đêm nay thì mấy anh em sẽ đáp chuyến bay về Sài Gòn lúc 10 giờ đêm nha mọi người. Kết thúc chuyến ra Bắc hết sức là thành công, tốt đẹp, cũng như các bạn trẻ có được thời gian bên nhau nghỉ ngơi rồi đi du lịch thăm thú các cảnh quan ở tại miền Bắc. Đặc biệt thì ca sĩ trẻ Yuno chia sẻ lần lên Sapa này cũng có khá là nhiều điều thú vị. Yuno chia sẻ cùng với Thiên Ngân, Tuyết Nhung chụp lại những cảnh đẹp ở Sapa và đều chia sẻ cho fan hâm mộ được biết. Sau khi mọi người xem được những cái đoạn video mà ca sĩ Yuno chia sẻ thì để lại lời chúc cho ba anh em có chuyến đi nghỉ mát ở Sapa thật là tuyệt vời. Bên cạnh đó mọi người cũng khá quan tâm đến hành trình này và hứa hẹn cả ba bạn sẽ có những vlog thiệt là hay gửi tặng cho fan hâm mộ được xem trên kênh YouTube của các bạn. Mới đây thì ca sĩ Duy cũng có chia sẻ, mấy nay Duy xuất video khắp khết, sợ bị gián đoạn nên Duy tắt chế độ tự khóa màn hình, đôi khi quên để điện thoại trong túi, cấn phím nó tự share tùm lum tùm la, có gì phiền lòng cả nhà cho Duy xin lỗi ạ. Vậy là chắc chắn trong thời gian tới chúng ta sẽ được xem những đoạn clip video hay về chuyến hành trình ra Bắc lần này của ba bạn trẻ nha mọi người. Không chỉ riêng Duy, ngay cả Thiên Ngân với lại Tiết Nhung cũng thường xuyên cập nhật nhiều video trong chuyến đi này của mình trên kênh YouTube. Mọi người có thể tìm xem nhé. Hôm nay thì ngay cả Thiên Ngân với lại Tiết Nhung cũng không có cập nhật những thông tin mới. Do đó chắc chắn khi về Sài Gòn thì các bạn sẽ chia sẻ thông tin lại cho mọi người được biết. Nếu có những thông tin gì mới về hai bạn trẻ này, mình sẽ cập nhật vào trong video sau nhé mọi người. Tiếp tục hôm nay thì đó chính là thông tin đến từ Quỳnh Trang. Mới đây Quỳnh Trang chia sẻ như thế này trên trang fanpage của Quỳnh Trang như sau. Cả nhà thân mến, tất cả show diễn của em từ ngày 21 tháng 7 đến 26 tháng 7 sẽ được dời lại sang tháng 8. Em sẽ sớm cập nhật đến cả nhà, mong cả nhà thông cảm. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an. Vậy là Quỳnh Trang cũng khá là sâu sắc nha mọi người. Khi đã hoãn hết tất cả các show diễn của em ấy từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7. Vì như mọi người cũng biết, đất nước ta đang có một cái tin khá là buồn. Đó chính là thông tin bác Trọng đã ra đi mãi mãi. Do đó, mọi người đã tạm hoãn các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày này, và đặc biệt sắp tới thì sẽ có lễ truy điệu của bác, cũng như mọi người đều rất là buồn vì sự mất mát quá lớn của dân tộc. Do đó cũng không riêng gì Quỳnh Trang mà ngay các trang mạng khác và rất nhiều mọi người đều thay đổi ảnh đại diện avatar là lá cờ rủ. Do đó thì Quỳnh Trang trong thời gian không đi hát ở nhà hôm nay thì mẹ của Quỳnh Trang đã chia sẻ một hoạt động của Quỳnh Trang mình thấy hết sức là dễ thương nha mọi người. Đó chính là cảnh Quỳnh Trang đi thả cá, thả chim, thả rùa để phóng sanh. Một cô bé Quỳnh Trang hết sức là dễ thương. Trong lúc Quỳnh Trang thả cá, thả chim, thả rùa để phóng sinh thì cô Thảo cũng có ghi lại những khoảnh khắc hết sức dễ thương của con gái mình. Cô chia sẻ là những ngày không đi hát của bé Trang
là làm những cái việc này. Do đó, rất nhiều fan hâm mộ để lại bình luận dưới bài viết của cô Thảo như sau. Cô bé có tâm thánh thiện là đây nè, thương lắm. Cô bé Hiếu Thảo có lòng thánh thiện, tuyệt vời quá bé Quỳnh Trang ơi. Chúc cho hai mẹ con của Quỳnh Trang luôn nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an nhé. Và xem qua những đoạn clip này, mọi người dễ dàng nhìn thấy Quỳnh Trang hết sức là trân trọng cũng như nâng niu những con vật mà mình sắp sửa phóng sanh, nên rất nhiều fan nhận biết được điều đó, chia sẻ: em thân thiện quá, tâm tốt, nâng niu yêu thương tất cả các con vật, ngưỡng mộ em lắm. Quỳnh Trang rất là nhẹ nhàng thả chim, thả cá, phóng sanh nhưng mà hết sức là dễ thương. Mọi người có thể xem những đoạn clip này trên kênh cá nhân của cô Thảo nhé. Và trước đó cô Thảo cũng chia sẻ hai bức ảnh cùng với Quỳnh Trang lên chùa để thắp hương. Thì rất nhiều fan hâm mộ không biết ngôi chùa này ở đâu nên có hỏi, và cô Thảo trả lời: ngôi chùa này ở Bình Định nhé mọi người. Riêng thông tin về Phạm Đức Hiếu, hôm nay có một cái thông tin mới nha mọi người. Đức Hiếu mới đây cũng đã có một cái dòng status khá là tâm trạng: hãy cố gắng làm cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn, vì bạn không thể mang theo gì khi chết đâu. Có lẽ Đức Hiếu đã trưởng thành thật rồi khi viết ra một cái câu status đầy ý nghĩa như vậy. Rất nhiều fan hâm mộ để lại những bình luận khen cho sự suy nghĩ sâu sắc, thấu đáo của Đức Hiếu. Chị Tiết Nhung thì bình luận: đúng vậy. Khán giả thì có những bình luận như thế này: chuẩn không cần chỉnh Đức Hiếu ơi, con đúng là con trai của mẹ Nhung nè, mẹ chắc chắn luôn tự hào và hãnh diện về con nhiều lắm. Cũng có thầy hỏi thăm cuộc sống ý nghĩa mấy điểm sử dạy, thì Đức Hiếu trả lời là 7,5 điểm thầy ơi. Phạm Đức Hiếu cũng nói thêm: em cố gắng hết sức rồi ạ. Và chắc có lẽ thành quả học tập của Đức Hiếu cũng thuộc dạng khá trở lên. Do đó rất nhiều fan hâm mộ đã quan tâm cũng như chúc mừng cho Đức Hiếu ngày càng suy nghĩ chín chắn, đã trưởng thành. Cố gắng học đại học thật giỏi nha mẹ của con, mong các con phải học mới có tương lai nhé. Cố lên Đức Hiếu ơi. Vậy chúng ta hãy duy trì ý nghĩa này và học hỏi ở nhau và nhân rộng ra nhiều hơn nữa nhé. Chúc Đức Hiếu luôn thành công. Còn trên trang cá nhân của dì Trinh thì hôm nay dì Trinh chia sẻ dẫn bốn bé Phi Như, bé Đạt, bé Trí, bé Thành đi chơi. Rất nhiều những bức ảnh dì Trinh lưu lại làm kỷ niệm cho các bé. Trốn ở nhà cũng không yên với các bạn, bắt phải dẫn đi chơi, đi ăn, vân vân. Hay già, dắt đi người ta hỏi tôi: mẹ bé đâu? Dạ mẹ bé bận đi hát xa chưa về. Có lẽ thời gian này thì dì Trinh cũng khá là bận rộn vì lịch nghỉ hè của các bé, do đó phải chăm sóc rồi dẫn các bé đi chơi. Nhưng mà những gì dì Trinh làm trong thời gian qua cùng với quản lý Diễm Phạm cùng các cô chú anh chị đã giúp đỡ các con của chị hai rất nhiều. Hiện tại các bé đang phát triển rất là tốt cũng như có một cuộc sống đáng mơ ước và ngày càng học rất là giỏi. Nhưng mà bên cạnh đó thì dì Trinh cũng rất là đau đớn khi nhớ về những kỷ niệm của mẹ các bé, cũng như là rất là đau lòng, nhất là bây giờ bị người ta hỏi mẹ của các bé đâu, lại làm cho dì Trinh càng buồn thêm khi nhớ tới người chị yêu quý của mình.